Rồi bắt đầu lại nhá, số 1 này. Dạ, cái khu chiến tranh thi này thì là một cái gì nhỉ? Alo. Trong suốt ý của cái câu này là trong suốt hai cái resist, em cần phải biết nghĩa từ resist nghĩa là gì nhỉ? Chống kháng, kháng cự ấy, ngăn cản ấy. Dạ. Có thể ý của nó là trong suốt hai cuộc kháng chiến đấy mà. Em cần biết nghĩa của từ kháng chiến không? Em nghĩ em cần từ loại gì ở trong trường hợp này? Tính từ cũng được hoặc là danh từ cũng được. Đấy, thì trong trường hợp em có thể dùng danh từ thôi, em dùng đến từ resistance là một danh từ, nghĩa là sự kháng thôi. Sự kháng, kháng là kháng cự. Resistance không ạ? Cái gì cơ? Resistance là cái gì? Không biết em biết rồi. Ừ, thế chắc lẽ không không có từ đấy cũng lên. Ngoài ra thì chúng ta có một cái này, đó là register. Là register, đọc là register đúng chưa? Là điện sở ấy, register. Lanh thường, điện sở, register. Ký hiệu R. Điện sở, em biết điện sở là cái gì không? Cái kiểu không giống ngăn giảm năng lượng điện, đại loại là ngăn cản dòng điện thôi, ngăn cản được dòng điện thì nó gọi là điện trở thôi. Rồi chúng ta sẽ lưu ý một chút nhé, trở từ trọng số 2 nhé, đồng là resist và resistance trọng số 2, để ý nhé, bài này học từ vựng là chủ yếu mà. Từ là trọng số 1 này, đồng là military, nghĩa gì? Quân sự. Ừ, quân đội, quân sự. Số 2, mình cần từ loại gì? Từ loại tự ra coi thế dễ. Bạn nên sử dụng nó như là một phòng học. Nó em trạng từ. Chính xác, trạng từ một cái chuột tính từ quire. Và trạng từ compare. Compare nghĩa là gì nhỉ? Compare, so sánh. Ừ, so sánh. Rồi em sẽ có comparative, tính là tính thử của nó, và em thêm nữa là trạng từ adv ever, có nghĩa là tương đối, nó tương đối yên tĩnh. Đấy, ghi lại nhé. Nó giống như từ gì nhỉ Minh nhỉ? Mà em đã từng biết nhỉ? Relatively. Đọc là relative, tôi đọc là relatively. Relatively. Rồi. Số 3. Minh, câu này có lẽ đã từng dạy em một lần. Nào, rất nhiều các cái loại hoa sặc sỡ này. Em chỉ cần dùng động từ đây chết thì bình thường thôi. Là làm đẹp cho khu vườn, và em thấy động từ của từ beautiful là gì? Đó là beautify. Còn beauty là danh từ mà em. Đây thầy viết luôn cho. Beauty là danh từ mà, nghĩa là cái đẹp, là sắc đẹp mà. Tiếp đi. Số 4. Có tiếng luôn. Nghĩa là có.
Nghĩa là gì? Em tính từ trước đấy không biết là chị đừng lấy rồi. Em đang cố gắng lắp một cái đuôi, đó đuôi IVE, thì rất tiếc là trường hợp này lại không không lắp được rồi. Cái này thực ra là một cái khó ấy. Thực ra là ngành trước là có dạy, hình như là có dạy em một cái từ liên quan từ dominant, đo dominant này là con từ dominant đấy thì phải, hình như là có dạy đúng không? Dominant đấy, em có để ý được không ạ? Là một tính từ đấy, nghĩa là vượt trội ấy. Nhưng mà trong trường hợp này thì không dùng được dominant đâu, mà là một người bạn như thế nào là một người thích quyền power, đó là một người hống hách. Và em có đáp án đó chính là domineering, một tính từ nghĩa là hống hách. Một người bạn hống hách là một người thích quyền lực power. Chẳng lẽ em không có trong đầu khái niệm của từ dominant sao? Dominant nghĩa là gì nhớ không? Không, không nhớ. Thống trị ấy, cai trị ấy. Nha. Thầy không nhớ, chắc là thầy đã từng dạy em trong cái bài đọc hiểu nào. Nhưng câu số 5 thầy tin đang làm được, đó là Robin Hood là một legendary. Đúng rồi. Legendary là một tính từ. Nghĩa là hiện tại. Hiện tại đúng không? Truyền thuyết. Có tính truyền thuyết, mang tính truyền thuyết, có trong truyền thuyết. Gọi là legendary. Truyền thuyết, legend nên là truyền thuyết. Số 6, em cần từ loại gì? Trạng từ. Trạng từ mình đi với about á. About là giới từ. Em nên dùng một danh từ hợp lý hơn. Danh từ. Certain nào đó. Danh từ này. Danh từ của nó chính là certainty. Nghĩa là gì? Không biết. Sự chắc chắn. Ở certainly em học chưa? Certainly. Certainly. Certainly ấy, học rồi đấy. Certainly đấy. Chắc chắn. Thì đây em có sự chắc chắn là certainty. Thế nhưng mà vẫn chưa đủ. Em dịch mà xem. Sự chắc chắn về tương lai của công ty có nghĩa là vài người muốn đầu tư tiền vào nó. Sai bét đúng không? Feel là mang sắc thái về tiêu cực đấy. Mình phải để ý nhá. Feel là vài, mang sắc thái của sự tiêu cực và dạy em rồi đúng không? Feel trong trường hợp tiêu cực. Đó, đúng rồi, chính xác. Em phải lật nghĩa thành uncertainty là sự không chắc chắn. Sự không chắc chắn về công ty có nghĩa rằng là ít người muốn đầu tư vào, đầu tư tiền vào nó. Ghi chép đầy đủ vào. Số 7, cái shop này sẽ thay đổi những cái gì á? Sẽ đổi những cái gì hả Minh? Sẽ thay đổi những cái gì ấy? Cái goods là anh em biết không, quan trọng không gây, cái goods không gây sát thương. Cái goods là cái gì? Goods là hàng hóa ấy, Minh không nhớ à? Đại loại là shop này nó sẽ đổi những cái hàng mà undamaged làm sao? Không làm hại, chưa bị hại, chưa bị hư. Dạ, tức là bây giờ chỉ có hàng mà chưa bị hư thì em cửa hàng mới chấp nhận đổi hàng cho em chứ, đúng không? Hàng bị hư rồi ai dám đổi, hiểu không? Thì cửa hàng này nó sẽ đổi cho em những cái hàng mà chưa bị hư nếu như là những nếu như cái gì được show ra như là một cái proof of purchase, nghĩa là gì? Cái bằng chứng của cái gì đấy, bằng chứng mua bán. Purchase là mua bán này,
Vâng. Vậy nếu một cái gì được show ra như là một bằng chứng mua bán, Receipt này. Đó là gì, nghĩa là gì? Biên lai sao ấy. Hay quá, rất tốt mình ơi. Receipt, từ này đọc là receipt nhé, chữ P không đọc đâu. Dạ, từ là chữ P không đọc đâu, đọc là receipt. Dạ, hóa đơn. Biên lai, tức là từ này hiểu đơn giản nhé. Bảo với bill thì cho dễ. Rất tốt. Mà từ vựng chịu khó học nhiều à. Số 8, the cost of, mình nghĩ là gì? Carrier. Carrier là gì? Không biết, nhìn vẫn nhìn vừa mà. Đó là carriage. Danh từ không? Tức là cái chi phí của việc chuyển, của việc mang vác ấy. Của cái việc mang vác ấy. Yeah. Thì sẽ phải được trả bởi người người bán. Hoặc là carry có thể dịch là sự sự quản lý, sự thi hành cũng được. Ngoài ra thì carriage nó còn có nghĩa là xe ngựa nữa cơ. Cũng có thể hiểu là xe ngựa nữa. Số 9, chúng tôi đã có một kỳ nghỉ vô cùng marvelous. Vô cùng rất là marvelous nghĩa là gì nhỉ? Tuyệt vời. Vi diệu đúng không? Chúng tôi kỳ diệu, tuyệt diệu đúng không? Vi diệu, chúng tôi đã có một cái kỳ nghỉ rất là marvelous. Và chuyến đi của tới Đà Lạt thì dễ. Unforgettable. Đúng rồi, nghĩa là gì? Không đáng quên, đáng nhớ rồi. Không thể quên được ấy. Cái đáng nhớ. Ừ, đáng nhớ, không thể quên được, unforgettable. Câu chữ này chắc là hầu hết các bạn sẽ làm được. Và số 10, đám đông thì đã cho thấy cái gì của nó ấy, bằng cách là hét lên cái sự insolence. Cái quan trọng nhất trong cái câu số 10 là phải biết từ insolence. Là một danh từ, cũng có thể dùng như một động từ nữa. Nghĩa là gì? Mình biết không? Không. Đó là sự xúc phạm. Yeah. Hoặc là sự lời sỉ nhục đấy, tức là nặng nề hơn, xúc phạm là sỉ nhục ấy. Vậy thì em nghĩ em sẽ dùng từ approve như nào đây? Bản thân em có từ approve nghĩa là gì nhỉ? Chứng minh đấy. Đâu, chứng minh là prove thôi, chỉ có prove chứng minh thôi, còn approve nghĩa là phê duyệt đấy. Nhớ là thầy có dạy em không? À, cái Facebook approve gì? Đấy. Nhưng mà trong trường hợp này thì em nghĩ là gì? Em cần từ loại là gì? Sự không phê duyệt à? Không phê duyệt à? Quá, đúng rồi. Và như sau này, đó chính là this approval. Sự không đồng tình đâu. Sự không đồng tình, sự không tán thành thôi. Đám đông cho thấy sự không tán thành bằng cách là hét lên những lời sỉ nhục về phía người chơi. Chưa? Vậy là hết 10 câu.